Tập 23. Thư Phi, cậu đi đâu thế? Gọi điện cũng không nghe. Một thế này mới về. Cậu đang lo cho mình à? Đương nhiên là mình lo cho cậu rồi. Ngoài lo lắng, cậu không còn gì khác để nói với mình nữa à? Thư Phi, mình xin lỗi. Mình không cố ý. Cậu không cố ý. Thế việc xóa bản ghi hình thì sao? Cũng là không cố ý à? Phi Phi, rõ ràng cậu có rất nhiều cơ hội nói sự thật cho mình. Tại sao cậu không nói cho mình biết? Tại sao lại lừa mình? Mình định nói cho cậu mà. Nhưng mình chưa kịp nói. Cậu cũng biết giám đốc Hoàng gây rất nhiều áp lực lên mình. Thế thì sao? Dù cậu không làm theo chị ta làm gì được cậu? Đây là cái cớ của cậu đấy à? Thư Phi, cậu không phải mình. Cậu không biết làm MC áp lực thế nào. Ai cũng đang đợi xem mình thất bại. Ai cũng muốn đạp lên đầu mình một phát. Mình còn chẳng có cơ hội để thở. Rồi sao? Thế là cậu có tư cách dùng thủ đoạn bị ổi đi đạt được mục đích à? Phi Phi, từ bao giờ mà cậu thành ra thế này? Từ khi Thẩm Mẫn Nhi hãm hại mình, từ khi chị Ân Diện chèn ép mình đủ kiểu. Thư Phi, từ đầu đến cuối cậu chưa từng đứng ở lập trường của mình để suy nghĩ cho mình. Mình muốn trở thành kẻ tiểu nhân luôn nhắm vào người khác à? Mình muốn trở thành người tốt mù quáng như cậu. Nhưng có làm nổi không? Đúng, mình biết mình sai rồi. Mình thừa nhận. Nhưng mình mong mình giữ được công việc này. Mình càng không muốn bố mẹ thất vọng vì chúng ta. Cho nên mình mới làm ra chuyện khiến chính mình cảm thấy nhục nhã. Phi Phi, cậu nói mình chưa từng đứng ở lập trường của cậu để suy nghĩ. Sao cậu có thể nói như thế? Giờ cậu còn đổ hết trách nhiệm lên đầu bố mẹ mình. Nếu cậu thật sự thấy chuyện đó rất nhục nhã, sao cậu lại làm? Bố mẹ cậu, vừa rồi cậu nói, bố mẹ cậu, cuối cùng cậu cũng nói thật lòng rồi hả? Cậu có thể đừng bắt lỗi diễn đạt của mình được không? Giờ cái chúng ta đang nói là tại sao cậu lại làm chuyện như thế? Đúng, chúng ta khác nhau. Bố mình là tội phạm, mình là con của tội phạm. Cậu vừa lòng chưa? Thư Phi, cậu không phải mình. Cậu không biết làm MC áp lực thế nào. Ai cũng đang đợi xem mình thất bại. Ai cũng muốn đạp lên đầu mình một phát. Mình còn chẳng có cơ hội để thở. Từ bao giờ mà cậu thành ra thế này? Từ đầu đến cuối, cậu chưa từng đứng lập trường của mình để suy nghĩ cho mình. Mình muốn trở thành kẻ tiểu nhân luôn nhắm vào người khác à? Mình muốn trở thành người tốt mù quáng như cậu. Nhưng có làm nổi không? Sao cậu có thể nói như thế? Giờ cậu còn đổ hết trách nhiệm lên đầu bố mẹ mình. Bố mẹ cậu, cuối cùng cậu cũng nói thật lòng rồi hả? Chúng ta khác nhau. Bố mình là tội phạm, mình là con của tội phạm. Cậu vừa lòng chưa? Sao lại thành ra thế này?
Mặc dù cậu vẫn còn tức giận, nhưng mình vẫn phải nói xin lỗi với cậu. Cậu nói đúng, mình không nên nghe lời giám đốc Hoàng. Mình nên kiên cường hơn, dũng cảm hơn. Thư Phi, xin cậu hãy tin mình. Trên đời này, người mình không muốn tổn thương nhất chính là cậu. Chuyện này là lỗi của mình, mình sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm, thành thật với công ty. Mong cậu có thể tha thứ cho sự hồ đồ nhất thời của mình. Mình có thể mất đi công việc, nhưng mình không thể mất đi người chị em tốt là cậu. Mình quyết định đến tìm giám đốc Du. Em chắc không? Hôm qua em có nói vậy đâu. Giám đốc Du, xin lỗi. Tại hôm qua em sợ quá nên em mới không dám thừa nhận. Nhưng em về nghỉ cả một đêm. Em biết em sai rồi. Xin lỗi, em khiến anh thất vọng rồi. Thư Phi, anh tin là em sẽ không làm chuyện đó. Xin lỗi, em đã phụ sự tin tưởng của mọi người. Em nhất thời bị ma xui quỷ khiến, quá hấp tấp nên mới phạm sai lầm nghiêm trọng như thế. Xin lỗi, em chịu mọi hình thức kỷ luật. Em chỉ mong là anh có thể cho em một cơ hội. Thư Phi, cậu nói với anh ấy chưa? Mình đã nhận với giám đốc Du. Chuyện mua sản phẩm là mình làm. Thư Phi, Phi Phi, cậu nói không sai. Bố mẹ kỳ vọng rất nhiều vào cậu, mong cậu không làm họ thất vọng. Ôi trời ơi, đúng là không ngờ. Tin quá sốc luôn. Sao lại thế này? Lại có chuyện tốt gì thế? Lại tăng lương à? Anh mau xem kìa, tăng lương. Xem đạo diễn Trịnh hết hồn kìa. Em ba mua sản phẩm, có thật không vậy? Sao lại thế này? Tôi nói cho mọi người nghe, lần này Thư Phi khó ngóc đầu lên lắm. Bị điều đến bộ phận hàng hóa hải ngoại rồi. Đấy là khu vực tự trị nhé. Là sao? Tại sao? Tôi và công ty đó giờ chưa gặp người của bộ phận hàng hóa hải ngoại bao giờ. Cô chưa gặp không có nghĩa là không tồn tại. Đúng đó, lý tổng của bộ phận hàng hóa hải ngoại, lý tổng có cấp trên trực tiếp là tổng tài. Giám đốc Du cũng không can thiệp được. Thần bí thế à? Thần bí? Không phải chỉ thần bí thôi đâu. Sau khi bị điều đến bộ phận hàng hóa hải ngoại thì sao? Đi luôn hả? Biến luôn hả? Thư Phi ấy à? Hết cứu rồi. Nhưng tôi thấy Thư Phi không giống loại người như thế. Nghĩ mà xem, Thư Phi đâu có đủ thông minh để bảo nhà cung cấp mua lại sản phẩm. Khó nói lắm. Mọi người đừng có nói linh tinh nữa. Thư Phi là người thẳng thắn, sao lươn lẹo thế được? Đúng thế, đúng đó. Chưa chắc đâu nhé. Cái tầm này khó đoán nhất là lòng người. Cũng phải. Thư Phi ấy à, có khi lại không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Mọi người nghĩ mà xem, nếu không cho cô ta làm đạo diễn Lam, đổ đứa đừ thế. Quảng nói kiểu gì thế? Nói có lý. Em ba của chúng tôi theo đuổi đạo diễn Lam thì liên quan quái gì tới cậu? Ô này, Quảng nói kiểu gì đấy? Tôi cũng đồng ý đó. Đạo diễn Trịnh, đừng giận. Được rồi, đừng nói nữa. Đã có uống nước à? Cháu cái gì chứ? Đúng là
Tự cô ấy thừa nhận hả? Cô ấy thừa nhận là cậu tin sao? Đầu óc cô ấy nghĩ được mấy trò lưu lẹo này chắc. Cậu bình tĩnh đã. Giờ tôi vô cùng bình tĩnh. Chắc chắn cô ấy lại đang gánh tội giùm ai đó. Nếu cậu muốn tôi tin không phải do Thư Phi làm thì bắt buộc phải có chứng cứ. Dù kỳ nhiên rốt cuộc cậu, sao cậu lại không tin tưởng quá tới mức đó? Lam Thiên, không phải tôi không tin tưởng Thư Phi, mà là quấy không cho tôi làm thế. Tôi điều tra rồi, tin nhắn cho nhà cung cấp được gửi từ máy tính của cô ấy. Gửi từ máy tính của cô ấy chắc gì đã là quấy viết. Nhưng quấy thừa nhận rồi. Nếu thực sự như cậu nói, cô ấy gánh tội hộ người khác thì người đó là ai? Dù cậu nói gì đi nữa, tôi cũng nhất định phải lôi cô ấy ra. Diệp tổng, cảm ơn chị đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua. Tôi sang bộ phận hàng hóa hải ngoại đây. Thư Phi, chúc cô may mắn. Có chuyện gì vậy? Lần này lại gánh tội hộ ai? Tôi không gánh hộ ai. Vẫn không nói thật cho tôi hả? Thực sự là tôi làm. Vì tôi quá muốn có thành tích cho nên giờ cô nói dối không cần kịch bản nữa nhỉ? Trôi chảy quá. Anh cứ kệ tôi đi được không? Tôi biết là tôi sai rồi. Tôi đang tự kiểm điểm rồi. Cho nên tôi mới nhận sai với giám đốc Du. Xin lỗi, làm anh và giám đốc Du thất vọng rồi. Tôi càng nghĩ càng thấy không đúng. Em ba đúng là hơi ngớ ngẩn, nhưng cũng không thể tới mức dùng máy tính của mình để làm chuyện xấu được. Thế lại chẳng quá ra là lại ông, tôi ở bụi này. Máy tính, đúng thế, mail gửi từ nhà cung cấp toàn gửi từ máy tính của Thư Phi, nên cô ấy mới bị nghi ngờ đó. Tôi thấy là có người lén dùng máy tính của cô ấy, muốn hãm hại cô ấy. Tôi mới nhớ ra chuyện này vô cùng kỳ quái. Có một hôm Thư Phi đến tìm tôi, nhờ tôi phục hồi dữ liệu camera rồi copy ra. Không phải là muốn điều tra xem ai làm đấy chứ? Phục hồi số liệu, xem camera. Hôm đó tôi và cô ấy ở phòng camera. Thư Phi, sao cô lại cần những dữ liệu camera này? Chuyện dài lắm. Tôi muốn điều tra xem ai đã động vào máy tính của tôi. Đợi chút nhé. Được, xong rồi. Cô ấy bất thường lắm không? Không, cô ấy bảo để cô ấy tự xem là được rồi. Ôi trời, phim trinh thám hay gì? Camera ở chỗ nào vậy? Phòng trà nước. Phòng trà nước. Trời ơi, trông chất thành núi rồi. Xin hỏi Lý tổng có đây không ạ? Hả? Cô đến rồi à? Lý tổng chào chị, tôi mới đến ạ. Cô vào đi. Đây là chỗ ngồi của cô, ngồi đi. Cuối cùng cũng tìm được em. Sao thế? Xem lại trốn ở đây. Đang lo cho Thư Phi à? Em cũng thấy anh không nên phạt cô ấy, cho nên đang giận anh à? Em chỉ không ngờ chuyện sẽ thành ra thế này. Anh cũng không ngờ.
Tất cả là tại em. Không, đó là lần đầu tiên em dẫn đi, nên Thư Phi mới sốt ruột như thế. Cô ấy thật sự rất tốt với em. Lần trước em suýt nữa bị tổng tài đuổi việc, cô ấy còn đích thân đi xin tổng tài đó. Em biết không, chuyện này là tổng tài nói với anh. Thì ra Thư Phi đã làm cho em nhiều chuyện như vậy. Em đừng buồn quá. Thư Phi chỉ tạm thời bị điều đến bộ phận hàng hóa hải ngoại thôi, vẫn có cơ hội quay lại mà. Thực ra may là anh có thể xử lý được việc này, cứ coi như cho cô ấy một bài học thôi. Mặc dù việc cô ấy luôn muốn bảo vệ em là rất quý giá, nhưng cô ấy không thể dùng những cách sai lầm mãi được. Anh nghĩ chắc cô ấy sẽ hiểu, sẽ nghiêm túc kiểm điểm thôi. Thư Phi, Thư Phi, để tôi. Sao cô lại làm một mình? Không sao. Một, hai, ba. Tôi nghe nói cô bị điều đến bộ phận hải ngoại. Đúng thế, vì phạm sai lầm nên bị đi đây. Cô cũng đừng buồn quá, tôi tin là cô nhất định sẽ quay lại được bộ phận hàng hóa. Cho cái này lên đi. Được, nào. Những cái này đều cần xử lý à? Đúng, 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 để dưới đất đi. Cả cái này nữa. Xong rồi, từ từ thôi. Lâm Thi, hai người nói chuyện nhé. Tôi đi trước đây. Cảm ơn anh Trương Hiểu Phàm. Hôm nào mà anh đi ăn nha. Ăn hả? Cô còn có tâm trạng mà người ta đi ăn nữa à? Anh có việc gì không? Hay chỉ định soi xét tôi thôi? Tôi có chuyện cần hỏi cô. Tôi không rảnh. Tôi còn có việc. Nếu cô không rảnh thì tôi đi nói chuyện với đàn anh của cô vậy. Anh đến tìm giám đốc Du làm gì? Đương nhiên là nói về video camera giám sát mà tôi thấy. Tôi bảo anh kể đi mà. Phi Phi chỉ mượn máy tính của tôi dùng tí thôi. Cậu ấy, quả nhiên là Lâm Phi. Không phải. Anh đừng suy đoán linh tinh. Cô nghĩ gánh tội hộ là vĩ đại lắm hả? Cô làm thế là bị điên đấy, biết chưa? Tôi nói rồi, là tôi làm mà. Anh đừng có phá nữa được không? Được thôi, vậy tôi bảo giám đốc Du xử lý. Đừng. Việc này anh cứ kể đi có được không? Coi như tôi xin anh đấy. Bảo tôi làm gì tôi cũng đồng ý. Anh đừng làm hại đến Phi Phi. Tôi không hại Lâm Phi thì cô ta có thể hại cô à? Cô ấy không hại tôi. Coi như tôi xin anh đấy. Phi Phi là người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Anh thực sự không thể làm hại cô ấy. Có những lúc tôi thực sự muốn mở cái não cô ra, xem rốt cuộc trong đấy có cái gì. Mở giúp tôi ngày 18 tháng 4 camera phòng trà nước. Phi Phi, mình về rồi. Phi Phi, xảy ra chuyện gì thế? Cậu làm cái gì đấy? Qua đây, qua đây. Cậu không biết nấu cơm mà quậy làm gì? Cậu không biết làm thì đừng làm bừa. Để mình xem nào. Nào, mở mắt ra, mình thổi cho. Cả bên này nữa. Đỡ hơn chưa? Thư Phi, tại sao mình chẳng làm được cái việc gì vậy? Mình muốn làm đầu cá sốt cay cho cậu mà cũng không làm nổi. Cậu làm đầu cá sốt cay làm gì? Cậu có biết làm đâu. Vì cậu thích ăn. Mình muốn làm cho cậu ăn. Thư Phi, xin lỗi. Mình không nên làm những việc tổn thương cậu. Thực sự rất xin lỗi. Đồ ngốc.
Thực ra mình không thực sự giận cậu đâu. Mình tha thứ cho cậu lâu rồi. Chị em tốt, không có thù qua đêm, đúng không? Được rồi, nào, cho cậu xem cái này. Mình cũng mang quà cho cậu đây. Thích không? Sau này không biết nấu cơm thì đừng làm bừa. Lần nào mình cũng phải dọn tàn cuộc cho cậu. Khó quá đi mất. Được rồi, bắt đầu họp. Cô báo cáo tiến độ công việc gần đây đi. Tiến độ công việc? Dọn dẹp khu vực làm việc có tính không ạ? Tính chứ. Vậy chỉ thế thôi ạ. Họp xong. Lý tổng, tôi cũng dọn dẹp khu vực làm việc gần xong rồi. Còn chuyện gì khác cần tôi làm không ạ? Tôi cũng không cần sửa cái gì cả. Tôi nói công việc cơ. Trước mắt tôi cũng vẫn chưa có việc gì để bảo cô làm cả. Lý tổng, tôi đã xem số liệu của chúng ta lúc trước. Bộ phận hàng hóa hải ngoại chúng ta tháng trước không có thành tích gì, tháng trước nữa cũng vậy. Có phải tôi nên đi phát triển một vài sản phẩm hải ngoại mới không? Vấn đề thành tích cô không cần lo đâu. Bộ phận này là bộ phận tương đối đặc biệt. Đặc biệt? Nghĩa là sao ạ? Tức là quy trình xử lý sản phẩm hơi khác với bộ phận hàng hóa của cô lúc trước. Cô nhìn lượng nhân viên ít ỏi ở đây là có thể nhận ra. Công việc ở đây không cần quá nhiều người xử lý. Nhưng tôi cũng không thể cứ làm công việc dọn dẹp mãi được. Phải rồi, đúng là tôi có một vài thứ cần thanh lý. Là dọn dẹp tiếp ạ. Việc dọn dẹp này không giống lúc trước lắm. Là những sản phẩm lúc trước bán không tốt lắm. Hay cũng chính là sản phẩm tồn kho. Vốn tôi cũng định dọn đi, nhưng mãi chẳng có ai đến giúp. Nhưng lần này thì tốt rồi, cô đến rồi. Hơn nữa tôi cũng nghe nói thành tích ở phương diện này của cô tương đối xuất sắc. Cô giúp tôi tìm mấy phương án thanh lý hàng tồn kho đi. Thế sản phẩm thì sao ạ? Có phải cũng cần tìm trong kho tài liệu không? Mấy tài liệu kho đấy cô đừng động vào dội. Tôi xử lý xong sẽ đưa cho cô. Được. Thế thời hạn thì sao ạ? Bao giờ tôi cần hoàn thành? Thời hạn? Chẳng có thời hạn gì. Cô cứ nghĩ đi đã. Tôi có việc đi trước đây. Tôi bận lắm. Không có thời hạn. Trời ơi, bộ phận hàng hóa hải ngoại là cái chỗ kỳ lạ gì thế này. Đạo diễn Lam, tôi đang muốn tìm anh đây. Buổi phát sóng nồi tiết kiệm năng lượng ngày mai có thể đổi sáng tối nay được không? Bởi vì mai tôi cần. Không được. Buổi tối tôi có hẹn với Thư Phi, không đổi được kế hoạch. Được, vậy tôi đi báo với đạo diễn Quách. Lam Phi, còn chuyện gì nữa sao? Cái mèo đó là cô gửi đúng không? Để bản thân gánh tội. Cô chơi cũng ác đấy. Chuyện này đúng là tôi có lỗi với Thư Phi. Tôi không biết chuyện sẽ thành ra thế này. Không biết hả? Cô biết rõ tính cách của Thư Phi. Cô ấy nhất định sẽ gánh tội hộ cô, đồng thời tha thứ cho cô. Nếu không cô cũng chẳng dám làm. Là Thư Phi nói cho anh đúng không? Ai nói không quan trọng. Lâm Phi, cô nhớ lấy cho tôi. Đừng có làm hại Thư Phi, cũng đừng lợi dụng cô ấy nữa. Tôi tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra lần thứ hai. Tôi chỉ nói một lần thôi đấy. Trương Hiểu Phạm, anh cũng ở đây à? Thư Phi, lắm thùng thế này là cái gì thế? Đừng nhắc nữa. Cái cây treo quần áo chống trượt tiền tổng phụ trách chứ đâu. Vốn là không đặt nhiều thế đâu. Nhưng tiền tổng kêu nhất định sẽ đắt hàng, nên tôi mới đặt gấp 3 lần. Rồi sao giờ không bán được, ném hết vào kho. Hơn nữa số liệu bán ấy đổ hết lên đầu tôi. Giờ tiền tổng vẫn làm khó anh đủ kiểu hả? Cũng không làm khó gì nhiều. Nhưng giờ đang cố tình chặn đường tôi. Các sản phẩm bán được tuyệt đối không gọi tôi. Bao giờ ông tướng muốn phát triển sản phẩm mới thì đến lượt tôi. Hơn nữa chưa bao giờ thắng. Cô thì sao? Vẫn ổn chứ?
Tôi với anh đúng là đồng bệnh tương liên, chẳng khoa trương tí nào. Tôi phải tự yêu cầu mới có việc mà làm. Có thảm đến vậy không? Anh đừng có mà cười, tôi nói thật đấy. Cái vụ xử lý Hà Tùng Kho này, tôi xin suốt mới miễn cưỡng để tôi làm. Anh bảo mấy cái mã này lắm thế này thì tìm kiểu gì? Chỗ này này, để tôi giúp cô. Được. Đây là thùng cuối cùng rồi. Sao thế? Số lượng không đúng à? Không phải, tôi thấy ở đây có 20 loại sản phẩm, nhưng mỗi loại chỉ có 100-200 nhóm. Đúng thế, 100-200 nhóm. Không phải chỉ có loại hơn 500 nhóm trở lên mới lên được sao? Anh bảo, nếu cho vào cùng một chương trình thì sao? Cho vào cùng chương trình e là không ổn đâu. Cô bảo, nhiều sản phẩm thế này, MC khó giới thiệu lắm. Hơn nữa, lượng hỏi mua cũng không đủ. Thế là mỗi loại sản phẩm đều không đạt yêu cầu. Hơn nữa lắm đồ thế này gom vào một đống vụn vặt, cứ như là sạp ngoài chợ. Trông có rẻ tiền quá không? Vụn vặt. Thế nếu tạo combo thì sao? Combo sản phẩm. Ý cô là sao? Anh xem, vừa rồi anh kêu mấy thứ này rất vụn vặt, trông rất rẻ tiền. Thực ra chúng ta có thể lấy các sản phẩm tồn kho của các bộ phận khác trong công ty ra đây, đặt cùng 20 loại sản phẩm của chúng ta, sau đó chia thành các nhóm đồ cùng loại hoặc tương tự để bán cùng nhau. Nghe được chứ? Được đấy. Hơn nữa đến tên kế hoạch tôi cũng nghĩ xong rồi. Gọi là ngày đặc biệt. Các combo giới hạn, muốn mua cũng không mua nổi. Nhìn đủ chưa? Tôi đi trước đây. Cậu ta đang theo đuổi cô à? Anh nói nhảm gì thế? Phải rồi, anh đến đây làm gì vậy? Tôi đến nhắc cô, đừng quên cuộc hẹn của chúng ta. Cuộc hẹn? Chúng ta chọn lấy một ngày hẹn hò đi, như một đôi tình nhân thật sự vậy. Nếu đến lúc đó cô vẫn không động lòng thì cho phép cô trả hàng vô điều kiện. Biết rồi. Lần này nhất định phải chuẩn bị thật tốt, là một người bạn gái có đạo đức nghề nghiệp. Nhưng mà phải chuẩn bị thế nào nhỉ? Nghe nói chuyện gì chưa? Bộ phận bọn họ xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì thế? Đúng vậy. Sao thế? Em ba, sao lại ngồi ngay ra thế? Tôi đang phiền não. Phiền não? Người ta hay bảo có não thì mới phiền não mà. Anh cả, anh nói thế là sai rồi. Em ba nhà chúng ta có não, chỉ là thường xuyên quên mang thôi. Thế nào? Em ba, làm ở bộ phận hàng hóa hải ngoại không ổn à? Chứ sao nữa, đi bộ phận hàng hóa hải ngoại nếu là thời cổ đại thì chẳng khác gì bắt đi quét hoàng lăng. Thế này đi, để tối nay đạo diễn Trịnh mời cơm đi, cổ vũ tinh thần cho cô. Ăn uống gì? Cuối tháng rồi, hết tiền. Anh lãnh cả đấy. Tôi cũng không rảnh đi ăn với hai người. Hôm nay tôi đi hẹn hò. Hẹn hò hả? Cùng đạo diễn Lam. Ok em ba, hẹn hò với đạo diễn Lam thì có phiền não gì? Bao nhiêu người mong còn chẳng được. Tôi hỏi hai người cái này nhé. Trước khi hẹn hò phải chuẩn bị cái gì? Em ba, hẹn hỏi à? Giống như đi phỏng vấn vậy. Em phải trưng diện thật đẹp vào, để người phỏng vấn yêu cô. Tức là khiến bạn trai cô hai mắt sáng bừng, nhìn cái là yêu. Đúng, hai mắt sáng bừng, nhìn cái là yêu. Có phải như kiểu dẫn diện không? Kiểu thế. Khí chất quen ba nhà mình so với ân diện thì kém hơn quá nhiều. Nhưng mà em ba này nhất định phải nhớ, tóm lại là phải ăn mặc sao cho đàn ông nhìn thấy mình một cái là không thể nhìn đi đâu khác nữa.
Đấy, không sai. Khó quá đi mất. Có ngay. Gì đấy? Hai người xem này. Nếu bạn gái tôi mặc như này, cái này hở quá. Không được, không được, không được. Không hở, không hở, không hở, vừa phải. Từ góc độ của tôi còn thấy hơi kín. Bộ này anh cả tặng. Trượng nghĩa chưa? Quá trượng nghĩa luôn. Cảm ơn anh cả. Nhưng đừng nhân nữa. Tôi quét dần tay cái đặt luôn. Về nhà đợi nhận hàng đi. Mặc cái đó được thật chứ? Được. Phải được. Em ba nhà mình mặc cái váy ngắn anh cả tặng, đi hẹn hò với đạo diễn Lam, chắc chắn thành công. Còn 50 phút nữa đi hẹn hò nhé. 50 phút. Trời ơi. Lạ thật. Hình như có gì đó không đúng. Người mặc sai rồi đó. Bạn xứng đáng có được. Alo, cô xong chưa đấy? Tôi xong ngay đây, thay đầu nữa là xong. Tôi nói anh nghe, lát nữa nhìn thấy tôi nhất định không được cười. Đương nhiên là không cười rồi. Hôm nay cô là nữ thần của tôi. Tạm biệt. Được. Sao cô lại ăn mặc như này? Tôi mặc như này không đẹp à? Ai mà trông quen thế nhỉ? Kia không phải chị Thư Phi sao? Đúng là Thư Phi thật này. Chị Thư Phi, hôm nay chị thay đổi nhiều quá đấy. Thư Phi, tạo hình của cô hôm nay đặc biệt quá. Tôi không nhận ra đấy. Trông như biến thành người khác luôn. Anh rể, đừng nhìn nữa. Tôi mặc như này thật sự không đẹp à? Cũng không phải, chỉ là quá khác với phong cách của chị. Cũng không phải kiểu cậu em thích. Có phải hôm nay trông chị buồn cười lắm không? Biết thế không nghe lời anh cả nữa. Chân Thiên Chân, chứ không nói chuyện không ai thưởng chốc câm đâu. Mau về nhà đi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Thư Phi, vì tôi mà cô cất công lên đồ thế này à? Là bạn trai cô, tôi rất vui. Hôm nay tôi muốn phát huy đạo đức nghề nghiệp của người làm bạn gái, cho nên mới. Nhưng mà có phải hôm nay tôi nực cười lắm không? Sao tôi cứ như thế nhỉ? Thư Phi, tôi thích cô như bình thường, nên cô không cần cố gắng sửa soạn để lấy lòng tôi đâu.
Tôi đang lấy lòng anh à? Đi thay đồ đi. Mọi người đang nhìn cô kìa. Cô mặc thế hốc mắt quá, tôi không chịu được đâu đấy. Mau đi thay đồ đi. Nhanh lên, nhanh lên. Được, tôi mặc bộ này tôi cũng không thoải mái. Tôi đi thay liền. Đi đi, ngoan. Thế nào, hôm nay bà đẹp lắm đúng không? Đây là tâm ý của anh em đấy. Không cần cảm ơn đâu. Hẹn hò vui vẻ nhé. Trịnh ý. Cái đồ điên này. Thơm quá. Thơm quá. Không hổ là siêu đầu bếp. Nấu bừa cái gì cũng ngon. Đương nhiên rồi. Cộng 10 điểm. Mau nghe điện thoại giúp anh. Ở trong túi áo ấy. Alo. Đúng vậy, anh ấy đang bận. Có gì cứ nói với tôi chuyển lời cho anh ấy. Vừa rồi là ai thế? Là chú Triệu. Chú ấy bảo giờ mẹ anh vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt rồi, bảo anh sắp xếp thời gian qua gặp một lần. Hay thế này đi, hai chúng ta sắp xếp một hôm. Không sao. Mau ăn đi, ngủ là không ngon nữa đâu. Sao anh cứ nhìn tôi mãi thế? Cảm ơn. Trên mặt tôi có gì à? Người yêu đi hẹn hò vốn là như thế mà. Cô nhìn người khác kìa. Nào. Thì ra là thế. Đã hiểu. Thế giờ tôi nên làm gì? Giờ cô không cần làm gì cả. Hưởng thụ thời gian hẹn hò đi. Ngon không? Ngon. Thì ra khi đắm chìm vào tình yêu nồng nhiệt là phải tàn phế ha. Sao? À không, tôi bảo bánh tét này ngon. Ăn nhiều một chút. Ăn đi. Nào. Chuyện anh không muốn nói, em sẽ không ép anh nói đâu. Em chỉ muốn nói với anh là anh không chỉ có một mình. Em sẽ luôn ở bên anh. Dù xảy ra chuyện gì đi nữa, em đều sẽ ở bên anh. Được chứ? Cảm ơn em. Là em phải cảm ơn anh mới đúng. Anh còn đích thân nấu bữa tối cho em nữa. Không còn sớm nữa, em nên về thôi. Anh đưa em về. Không cần đâu. Giờ anh cần nhất là yên tĩnh một mình. Nhưng mà cũng đừng nghĩ nhiều quá. Ngủ thật ngon nhé. Cẩn thận chút.
Thế nào, chỗ này được chứ? Tôi thấy không khí rất ổn, không gian cũng ổn. Anh Toàn đưa các cô gái đến đây à? Không. Sao lại hỏi thế? Tôi hỏi bừa tí, sao phải căng thẳng thế? Thì tôi sợ cô không vui, đòi trả hàng thôi mà. Không biết tại sao, tôi rất có thiện cảm với người biết chơi nhạc cụ. Tôi thấy rất có sức hút. Thật sao? Tôi thấy người chơi nhạc cụ đang dùng một loại ngôn ngữ rất đẹp để giao lưu. Hồi nhỏ không có cơ hội học nhạc cụ, cho nên tôi ngưỡng mộ lắm. Hay quá. Cảm ơn màn biểu diễn xuất sắc vừa rồi. Cảm ơn. Các vị khách mời, hôm nay là kỷ niệm một năm khai trương của chúng tôi. Chúng tôi có một hoạt động đặc biệt. Tôi muốn mời tất cả khách ngày hôm nay mang đến một tiết mục ngẫu hứng. Chỉ cần bạn đồng ý lên biểu diễn sẽ nhận được bia miễn phí. Hay quá. Diễn tướng thanh, kể chuyện cười, hát, làm gì cũng được. Chỉ cần bạn có dũng khí bước lên đây thì chúng tôi mời bia miễn phí. Có ai muốn lên đây biểu diễn không? Cơ hội hiếm có đấy, bia miễn phí. Sao không có ai lên đó vậy? Bia miễn phí đấy. Có ai muốn lên đây biểu diễn không? Cô muốn uống bia miễn phí không?